Này, có chuyện gì thế? Sao anh ném thùng rác lung tung vậy hả? Con muốn ăn kẹo của anh. Vậy thôi sao? Bình tĩnh đi anh, đâu cần đập phá đường phố cơ chứ. Chúng em giúp anh được đó. Xem em có gì đây. Em nè của anh đó nha. Anh thích kẹo mút. Đấy, đã bảo không sao rồi mà. Có chuyện gì bên kia vậy? Cho con người phá phá trời. Luật sư của tôi đâu? Cô xem phim nhiều quá rồi đó. Đừng quậy nữa. Không thì đi thôi. Đã rõ ạ. Cô sai to rồi đó nha. Không, mẹ, thả mẹ ra. Mấy người bắt mẹ đi đâu thế? Mẹ vô tội mà. Tôi nghe cô nói chán lắm rồi. Mẹ cháu sẽ đi hơi bị lâu đó nha. Thả mẹ ra, nhanh đi. Mình sẽ cứu mẹ. Con hứa đây. Mấy người phải trả giá. Mấy người không muốn thấy tôi điên lên đâu. Đáng ghét thật, bất công quá đi. Mình chẳng còn ai. Xin chào, ăn bánh quy không? Bánh quy làm sao? Chị thích bánh quy. Wow, nhiều thật đấy. Thế chị mua mấy cái? Chị mua tất cả luôn. Đưa đây nào. Chị có tiền để mua hết không ạ? Chị phải trả tiền hay sao? Chị phải đưa em cái gì đó. Em bán làm từ thiện mà. Hài hước thật đấy. Chị sẽ cho em cái này. Chào cây gậy của chị này. Chị khùng ghê, cho em xin. Vui thật đấy. Cảm mình thoải mái hẳn ra. Chỗ này đúng là chán òm. Phải làm gì đấy nhờ? Mình phải đi phá phách thôi. Mệt mày ghê. Bán mạng nhận đâu dễ gì. Hình như nhờ em mình cũng bận lắm thì phải. Chắc mình nên giúp nó nhờ. Này, còn biến rác bên dưới kia. Làm như em ngán anh ấy. Cố lên tí nữa đi anh trai. Không thể hiểu nổi, thường vẫn được mà. Sao nào, làm sao để mình phá em mình ấy. Hay là kéo đuôi nó hoặc là giấu chậu cát đi. Biết rồi, dây cắn. Chuyện nhỏ đối với nghiệp nhận siêu đáng. Nó lạnh. Đơn giản như đang lưỡi vậy. Giờ thử hút xem nào. Sao không hút được nữa? Máy bị gì thế ta? Vì sao vậy em gái? Mình đã nói với mẹ là mua máy hút bụi mới rồi mà. Mẹ chả nào, chờ một chút đi gái. Dọn dẹp chán ồn ấy. Hay là mình có thể sửa cái máy này. Này, em có thấy không? Em tìm ra vấn đề rồi này. Khoan đã nào. Đừng lại, đừng rửa máu này chứ. Đi, em sẽ đập. Hình như cô gọi này quan trọng đấy. Là siêu nhân. Chào. Này, xin chào, khỏe không? Phải đây ông ơi. Ê, trời đất ơi, bắt đầu từ đâu nhỉ? Đáng lẽ ông phải nghe lời tôi. Có một căn nhà bằng đá. Gì đấy? Nhật ký của người nghệ hả? Cách đừng. Có tên kia nhá. Múa cả tài các kiểu luôn. Tôi nghĩ hắn là ninja hay sao ấy. Nhưng ông biết mà, trò đó đâu làm tôi sợ được. Nên tôi kiểu gì? Tủ này lắm nhá. Đáng lẽ ông này đến đó. Chào siêu nhân. Xem em có gì này. Là nhật ký của người nghệ đó. Đừng nghe lời con bé. Siêu nhân là số 1. Ôi gì lúc nào mình cũng phải đi chơi với cậu ấy. Áo choàng rất ngầu. Bỏ ra. Trời con. Hả? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chào, chào bố. Tại em cả đấy. Mình có mặt bán mạng nhện vào em. Chết này. Ouch, đau quá. Em phiền phức rồi đấy. Không hề. Em sẽ đập anh. Anh bực rồi đấy. Điên phải đi. Bình tĩnh. Lại lớp yoga nào ấy nhiều. Hít vào một hơi thật sâu đi. Mọi thứ đều ổn, cứ bình tĩnh. Thôi nào, hít thở không khí trong lành nha. Anh đừng nghiêm khắc với tụi trẻ quá. Hai đứa nó lúc nào cũng gây chuyện. Hoặc đắp anh nhẹ trong nhà. Hoặc cao cao bàn ghế. Phải chấn chỉnh mới được. Chúng ta phải tự siêu sức mạnh của chúng. Thế mà ổn, hai đứa phải ngoan ngoãn hơn. Anh chỉ muốn thưởng thức kẹo thôi. Thế mà cũng không được. Có kỳ cục không? Cá chắc là thỏ chẳng bao giờ bị thế. Mấy tên khác luôn chọc ngói anh. Thế thoảng anh ước mình có một gia đình bình thường. Với con cái bình thường. Như vậy chấp nhận thôi anh. Sao mà thay đổi được? Chúng ta là một gia đình. Đó là điều quan trọng nhất. Em có thấy không? Xem cơn giận ấy kìa. Còn bé làm con mình được đấy. Anh đang nói là anh muốn có thêm con sao? Chuẩn luôn em yêu, quá xuất sắc. Đi nào. Này, dừng lại. Hạ gậy xuống đi. Nào. Cháu bị sao hả? Mẹ cháu đi tù rồi, cảnh sát đã bắt nhầm người. Giờ cháu có một mình thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cháu có một mình ư? Ý chú ấy là cháu có thể sống với chúng ta. Như một gia đình vậy, cháu muốn thế không? Thật sao ạ? Đương nhiên rồi. Gia đình này đầy đủ rồi, tuyệt quá. Cha tụi nhỏ biết nào anh. Nào gái, bắt bạn đi.
khó quá luôn. Nhưng vui quá sẽ tìm được. Các con, hãy gặp Harry đi nào. Hai đứa. Alo, đợi chút nhỉ Harry. Cố lên, bắt đi. Đúng rồi. Hai đứa, đây là Harry, em gái mới đó. Em ấy sẽ sống với chúng ta từ hôm nay. Chào cả nhà. Mẹ, con không thở được. Oops. Em gái mới ư? Kìa mẹ, em ấy sẽ ngủ đâu ạ? Con không muốn ở chung phòng đâu. Wow, không ngờ em gái mình lại xinh như thế. Này, em đây mà. Con bé là một thành viên trong nhà rồi. Mẹ muốn các con giúp em cảm thấy thoải mái. Thế nào cũng vui lắm đi, hóng quá đi. Mẹ à, chúng ta cần thảo luận. Ý là đâu còn phòng nào. Chuyện này bất ổn quá. Với lại nhìn em ấy kìa, nhìn em ấy lạ lùng lắm. Nhỉ anh nhỉ. Này, tỉnh lại dùm đi, chảy nước miếng kìa. Sao anh không đồng tình với em? Anh đang vui mà, anh rất là thích. Mẹ là số 1 ạ. Em gái mới nè. Wow. Chia sẻ đầu rừng với Harley nhé. Con bé không có gì nhiều. Em thích tay nghe kia. Em lấy nhưng nhá. Của con mà, con cần nó. Cái này sẽ làm con vui đấy ạ. Đưa cho Harley nào. Không đâu. Rồi, gửi với mẹ. Mẹ. Và con cũng cần điện thoại ạ. Đừng mà, của con mà. Điện thoại thôi, con đừng keo kiệt. Ghét quá đi mất thôi. Ôi, mèo nó trông mềm mại ghê luôn. Mẹ, đừng mà. Đủ rồi con bé kia. Em quá đáng rồi đó. Thử xem là bóng lông. Chưa kết thúc đâu, cây gậy đó vô dụng thôi. Biết sao không, em thích chó hơn mèo. Thế thì đi mà sống với chó. Nào, bình tĩnh, không cãi nhau nữa. Đây là phòng mới của con hả? Sao mẹ lại làm thế với con chứ? Sao con lại phải làm chị của nó? Đâu, nữa em ghê, giường mới của em này, đẹp thế gì? Gì? Nó không vậy có ngủ trong phòng con. Là bạn cùng phòng rồi. Hai con là chị em rồi, anh xử giống vậy đi, cấm cãi nhau. Hình như mình quên mất gì đó. Đi nào nhỉ? Hả? Mẹ, đừng. Ai cho ở đây? Kìa mẹ. Này, đừng đi. Phòng của mình, không thể tin nổi luôn. Đến lúc trang trí sương sương rồi. Em dám hả? Chưa gì đã xinh hơn hẳn. Đừng mơ. Cái thứ này rác rưởi, y như em vậy. Đừng thì có sờ vào đồ của chị. Đồ của chị thì ghê. Đặt ra luật lệ đi, chúng ta sẽ chia đôi phòng. Chị nói thật hả? Em ở bên của em, chị ở bên của chị. Đúng là thảm hại. Nhưng được rồi, rồi chiếu làm theo đấy. Joker. Nào nào cái tay, ở bên chị mà. Của em á? Trả Joker lại đây. Cái thứ cũ kỹ này á, chắc em mê lắm nhở. Trả lại đây coi. Đây này gái, cầm lấy. Của chị nhá. Ê mèo ơi, mèo ơi, mèo ngoan, xem này mèo. Chào xin nhé. Ờ, cái gì đây? Của em. Wow, nhìn em ấy kìa. Em ấy xinh dã man. Tình như mình yêu rồi. Hôn đầu. Của em này. Joker, anh đây rồi. Anh làm cái gì thế? Sao lại làm vậy hả? Ừ, chịu quá đủ rồi. Chị làm gì đấy? Chuyện gì thế nhỏ? Thả cái gối xuống mau. Tại chị đó à? Chả làm gì hết. Giờ đấy mẹ. Xin lỗi Harley, chắc con thấy khó khăn lắm nhỉ. Mèo con, mẹ đã nói thế nào? Đây là lần cuối nhé, cứ sửa cho tốt vào. Không thì đừng có trách. Con chỉ đang, con đang xem cái gối thôi mà, mềm lắm luôn. Mẹ qua đi, ngủ thôi. Không thể tin nổi luôn. Mong là cách này hiệu quả. Con ngủ đây. Trong khi đó. Người có ổn không? Sao thế? Con anh đấy, hai đứa chảnh chọe nhau mãi. Không thể hòa hợp nổi. Em chả biết phải làm sao luôn. Thôi mà, tin anh đi, có mùi gì thơm quá. Thế sao, em đã nấu cả ngày đấy. Em muốn làm món gì đó đặc biệt. Thưởng thức bữa cơm gia đình em ấm nào. Các con, bữa tối xong rồi. Ăn tối nào. Để em đi gọi vậy. Thôi mà mẹ. Mẹ, mẹ đâu phải dùng chuyện này đâu. Thôi mà, con ngạt thở quá. Con cảm ơn. Wow, xem nè. Địa thật luôn. Sẵn chảy chào mẹ. Chào con yêu. Các con, hôm nay rất đặc biệt đấy. Đây là lần đầu tiên chúng ta ăn cùng Harley. Mẹ đã nấu cả bữa luôn đó. Không đánh nhau, cãi nhau nhá. Ok. Để rồi coi. Mẹ ơi, sao mẹ không ngồi đi ạ? Mẹ thư giãn đi, cứ để con. Con gái mẹ ngoan ghê. Con sẽ xử lý tất tần tật luôn. Luôn cả Harley nữa. Mình sẽ làm món siêu đặc biệt cho Harley. Mong là con bé đói. Hot dog. Mình thích món đó. Nhưng cần thêm tương. Đến lúc thêm gia vị bí mật rồi. Tương ớt đó. Mong là Harley thích ăn cay. Thêm một tẹo 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 thôi. Tỉnh của Chop. Vậy là ổn rồi. Chúc ngon miệng. Sao mà lâu thế nhỉ? Đây rồi ạ.
Ngon quá. Hớt đáo cho em này, Honey. Tôi đói quá, xin lỗi cả nhà nha. Ấy, đừng bố, khoan, không phải của bố đâu, đừng ăn. Có vẻ hơi cay. Mình nên né đi thì hơn. Lùi lại, sẽ kỳ cục lắm đấy. Chị hết rồi rồi. Không, đây. Cẩn thận. Khoan, chính là chị. Do chị làm. Đáng lẽ là em ăn đó. Không ăn quả. Wow, bố biết đồ ăn cay thật. Lần sau sẽ đến lượt mi. Chính là chị. Chị đã cho em ăn món đó. Chị định đầu độc em bằng tương ớt. Và giờ một ông thần xanh lá đang phá hoại nhà cửa. Gia đình gì mà chả thể ăn tối với nhau chứ. Còn anh, anh, em mến anh. Nhưng miêu nữ, chị có kẻ thù truyền kiếp rồi. Cứ đợi đấy. Nhà gì mà hâm ghê. Sao họ không để mình vui chơi chứ. Mình muốn làm nổ cái gì đó. Thoải mái quá. Thằng mình chỉ cần xả stress thôi. Hay là bơi một phát xem sao nhỉ. Mình chả cần giày luôn. Thích thật đấy. Không thể tin nổi mình lại có hồ bơi riêng. Làm cái trò gì thế? Mày là Harley Quinn. Mày không sẽ để ai phá mày hết. Chuẩn thật. Đến lúc trả thù rồi đây. Sẵn chảnh ghê. Trong này mùi thơm ghê. Ngồi đây đi Joker. Có ai trong này không? Đến lúc trả thù rồi. Harley ơi, chị đợi nè. Chả có gì phải vội cả. Harley, thôi nào. Chị cần đi vệ sinh. Mình sẽ làm một bãi ra đây mất thôi. Bình tĩnh coi má. Hả? Đang bận rồi. Thôi mà, không có môi đâu. Nhanh lên coi, cho chị vào. Xà phòng. Đúng thứ mình cần. Thế nào cũng vui xỉu luôn. Đúng là trò mình thích rồi. Xem đây này. Cho muối nở vào toilet nào. Chị ta sẽ không muốn làm phiền mình nữa. Harley, mở cửa nào. Và giờ là xà phòng. Harley, chị không nín nổi nữa rồi. Tình hình khẩn cấp đây. Chưa có xong đâu ạ. Còn một thứ nữa. Harley ơi, làm ơn. Không thể quên giống được nha. Một chút. Một chút là được. Chị sẽ mách mẹ đây. Mở cửa ra. Em nghĩ vậy là ổn rồi chắc ấy. Mừng quá. Chúc vui. Ủi cái gì? Gì? Thật luôn sao? Harley, mình phải cáo mặt con bé. Chả còn thì giờ nữa đâu. Nhỏ này kinh tởm quá. Cái gì? Chuyện gì vậy? Nào, dừng lại. Tiếng gì vậy mẹ? Nhỉ? Có chuyện gì vậy? Là Harley, không phải con. Đừng đổ cho Harley nữa, tại con đó. Bất công quá đi mất. Dọn ngay cho mẹ xem nào. Harley là đồ phá đám. Sao con bé lại ở đây? Truy nã Harley Quinn. Chân này hay thật đấy. Coi chừng. Chuẩn nhá. Chào Harley, ăn người cùng anh đi. Chào vui quá, em thích chơi game lắm. Em muốn chơi không? Không, muốn cái gì? Em nghĩ nó chả thích đâu. Em thích mà. Tin chị đi, em không thích bỏ đâu. Bỏ ra. Biến đi chỗ khác phá đi gái ạ. Em. Của chị mà. Cái gì thế này? Sao em lại làm thế? Đâu coi nhờ. Bố về rồi ạ. Tay cầm của bố về sao ấy? Để con giải thích. Sao nhẹ được bố? Thật thật đấy nhờ. Anh ấy chơi game thua và đập đó bố. Con không được chơi game của bố nữa. Con gặp rắc rối lớn rồi. Là anh đó à? Gì? Sao lại thế? Có khi con bé cũng không đến nỗi. Đủ rồi. Là thôi ạ, sẽ không xảy ra lần nữa đâu. Vẫn chơi game được thôi bố. Đấy, mọi thứ đều ổn. Bình tĩnh nào, bình tĩnh, ổn cả mà. Bố cầm đi này. Bố chơi được sao? Cảm ơn con. Đỡ hơn rồi. Chả hề. Dù sao thì nó cũng xấu ỏm. Chà Harley. Chà, cảm thấy gượng gạo ghê. Chuyện hồi nãy, em dễ thương ghê. Chị rất biết ơn luôn. Chị đang nghĩ là chị và em hay là mình làm bạn nhé. Em thấy sao nào? Thật á? Chị và em? Chị đang đùa đó hả?
Tụi mình có nhiều điểm chung hơn em nghĩ đấy. Cả hai chúng ta đều gây rắc rối, cùng là siêu ác nhân, có nhiều thứ để làm cùng nhau lắm. Có thể đi chơi này, chơi khám người nhện nữa. Anh ấy ngố lắm mà cũng đáng đợi, chắc là sẽ vui siêu đấy. Thôi nào, em thấy sao hả? Chả nghe cũng vui đó. Dù sao thì em cũng có nhiều kẻ thù rồi. Chỉ có cái này cho em xem. Bí mật đấy, không ai biết đâu nhá. Muốn xem không? Có chứ, nghe hay ho phết. Đi nào. Ok, em không được kể cho ai nghe nha. Em sẽ không nghe đấy. Xem này gái. Wow. Từ những phi vụ chị đã làm đấy. Đây là vụ cướp nhà băng ở đường chính. Đây là thắt lưng đạn của em. Thời trang ghê. Mặt nạ của chị. Không biết chị luôn á. Wow, chị ngầu dã man. Xem gậy của em không? Chị cũng muốn một cái. Chị trộm của Bruce Wayne á. Trời đất. Cho em đấy. Em thích lắm. Khoan, chị lấy cái này đi. Em thấy nó tiện lắm luôn. Thật không gái? Em dễ thương quá. Xin chào, có gì vui thế? Muốn chơi chút không nào? Hả? Đồ chơi con nít mà. Thôi nào, vui lắm đấy. Thật luôn hả? Xem đây này, như hầm ấy, đồ chơi trẻ em mà. Sao anh không chơi cái gì đó người lớn hơn á? Wow, đó mới là súng chứ. Còn anh, biến khỏi đây đi. Em chưa từng thay đổi nhan sắc luôn. Tụi mình quẩy đêm nay đi, hai chị em mình. Sao ạ? Màu này hợp em không? Trông em xinh cực kỳ. Chị thích áo khoác này, mong là siêu nhân thấy. Anh sẽ mê mệt chị luôn, sao mà chịu nổi chứ. Em là số 1 đấy. Ai nắng, thế anh sao nào? Biết mà, đã chẳng biết. Anh mặc gì thế hả? Trông giống múa ba lê vậy. Váy để đánh kẻ gian của anh đó hả? Mình có bảo có đáng nha. Sợ khiếp luôn đó. Kệ anh đi, anh thích là được. Từ đồ khác đi thôi mà. Gu thời trang của anh tệ thật. Xin mẹ dắt anh đi mua đồ đi. Khổ ghê. Ôi anh trời. Dính cái đi. Dễ lắm gái ơi. Chỉ cần dán cái này lên chân thôi. Như vậy làm đi. Khoan, không được dán lên đất, sẽ không hiệu quả đâu. Biết rồi, tay của em. Em có chắc chưa đó? Thích thì chịu. Sẵn sàng. 2 1 3. Thật hả má? Anh bị cái gì đấy? Ôi trời. Nhìn đau quá nên anh hát được tôi. Tụi em chơi trò con gái mà. Còn anh không phải con gái. Cứ giả bộ là không thấy anh đi. Em thấy sao nào? Chị thấy sao? Anh ấy phải phán. Thôi mà. Đi mau. Biến ra khỏi đây. Đi luôn. Phiền phức kinh khủng. Nhưng anh chả bao giờ được chơi cùng hết. Cùng này để tụi em yên. Bất công thế. Chẳng có ai muốn chơi với mình cả. Đợi chị tí nghe. Không lâu lắm đâu. Dạ vâng. Nè nhện, lại đây nào. Lại gì nữa đây? Anh cố gắng quá sức rồi. Nếu muốn khiến Holly thích thì anh phải là chính mình. Hiểu chưa? Ý là cứ ngầu ngầu Hải nữa hả? Anh đâu có ngầu với Hải. Bình tĩnh nào. Anh cứ bị căng thẳng khi ở cạnh em ấy. Anh chẳng biết phải nói hay làm gì nữa. Em giúp anh nhé. Có lẽ em có cách rồi. Anh phải tạo ấn tượng cho em ấy biết anh thấy sao. Hãy làm em ấy nhắm mắt lại dưới cái bất ngờ. Ok. Con gái thích hoa, cực kỳ lãng mạn luôn. Em ấy sẽ mê anh ngay và luôn. Này sao lâu thế ạ? Nhanh lên trẻ. Tóc anh. Bơi vui vẻ nhá. Thôi nào, mình đi. Tặng hoa cho con bé đi. Ok, đi hay đó. Sẽ hiệu quả mà. Và rồi bảo vệ chạy tới cho em. Sao em kiểu bèn cớm đâu bắt được em đâu. Hôm đấy tuyệt dã man. Chúng ta nên giống đi như đi chơi cùng nhỉ? Nhau à. Anh đến em nhá. Đâu mất rồi? Sao quản nhận của mình phát hiện thì rõ? Chắc gần đây thôi. Aha, thấy hai đứa rồi. Đã đến lúc nhảy vào hành động. Ha, phải làm thôi, không được sợ. Chúng mình sẽ đẹp đôi lắm. Con cái cũng cực kỳ xinh đẹp luôn. Cơ mà tìm hoa ở đâu bây giờ? Wow, tiện nhất đó nha. Hôm nay mình đỏ quá. Đây rồi. Xinh thực sự luôn. Nhìn không xinh bằng nàng thơ Harley đâu. Mình thơm không nhá? Mau lẹ không nhìn thấy. Ok, mình làm được mà. Mình là người nhẹ siêu đẳng. Mình không sợ gì cả. Tình yêu đang đợi mình. Suýt là toi đời. May mà chỉ sắp mặt thôi. Nhưng cũng đáng. Mình lại tiến gần đến Harley hơn một bước rồi. Đi nào.
Wow, ông đây rồi. Gặp ông tôi mừng quá. Ừ rồi, tôi đang bệnh. Ông nói gì vậy cha nội? Không quên mất tụi mình có trận bóng dây đó hả? Nhưng đợi tôi chưa đã. Tôi có chuyện cần nói. Ông hai, thật đấy, giờ phải đi thôi. Trận đấu sắp bắt đầu rồi. Đi nào, thôi mà, để tôi chở ông đi. Go. Thả tôi xuống. Thả lý. Hả? Em nghe thấy gì không? Cái tên mối làm gì vậy? Chắc sẽ chẳng làm Harley ấn tượng nổi đâu. Chuyện gì thế ạ? Là người nhện sao? Thôi kệ đi gái, tụi mình phá xóm nào. Em cũng nghĩ thế. Mà khoan, có người đang gọi em. Chào mẹ. Chào mẹ. Các con cư xử đúng mực. Dạ vâng. Vâng. Để nhà đi cho mẹ. Nhưng mà nhớ mua đồ được hóa nha. Cha, mẹ chẳng cho tụi con vui chơi gì cả. Con yêu mẹ. Rồi đi thôi. Siêu nhân làm hỏng mọi thứ. Mùi khiếp quá, phải đi tắm thôi. Bực mình dã man. Mình sẽ không bao giờ chơi bóng chảy nữa. Trò chơi xạo chí, đáng lẽ mình phải cãi lại từ nó cho hắn biết ai hay hơn. Lần sau mình sẽ làm thế. Mình đang đùa ai chứ, mình còn không thể nói chuyện với Hailey mà. Mình sẽ thay đổi, mình sẽ trở thành người đàn ông của nàng, rồi cả hai sẽ sống thật hạnh phúc, chỉ mình và em Hailey. Em ấy đúng là hoàn hảo về mọi mặt. Nhìn em kìa, muốn thơm cả ngày luôn. Không biết em ấy đang làm gì nhỉ? Hẳn là phá phách gì rồi. Khoan, giác quan nhận của mình. Harley, là em thật sao? Về nhà rồi. La la la. Chết này. Đùa chút thôi. Vào nhà đi nào. Cơ hội đến rồi. Mình phải lên đồ, đẹp trai mới có người yêu. Vẫn hồi dình, phải nhanh mới được. Tụi mình sẽ thuộc về nhau thôi em yêu. Xịt nước hoa xịn nhất nào. Thế nào cũng khử được mùi. Ok, rồi sao nữa? Mệt mỏi ghê. Wow, tóc mình sao mà bết thế này. Phải chải thôi. Đúng thứ mình cần rồi. Phải thật bảnh trong mắt Harley. Hoàn hảo. Mình muốn chơi đùa gì quá à? Không thể để Harley thấy phòng mình như thế này được. Bừa bộn quá. Còn may mắn này, mình quên mang nó đi giặt. Chắc vẫn mặc được nhỉ. Chỉ còn một cách để biết thôi. Mùi tở quá đi. Phải giấu nó mới được. Mà giấu đâu ta? Nghĩ nào. Trong ngăn kéo. Em ấy sẽ không lục ngăn kéo đâu. Mình phải thật nhanh. Người nhận lại thành công rồi. Ok, còn gì nữa không nhỉ? Cất gậy trong phòng thôi. Mong là mình ổn. Chào Harley. Rất vui được gặp em. Nhà em mà. Em muốn đi chơi không? Anh nói thật đấy hả? Thật chứ. Anh nghĩ tụi mình nên đi xem phim. Nghe ổn đó. Harley ơi, chị mang cho em cái váy xinh lắm. Em xem đi này. Tụi em chuẩn bị đi xem phim đó. Ý tụi mình đi chơi rồi quẩy bánh nóc ha. Nghe được nhỉ? Chuẩn luôn, nghe hơi bị thích. Đi nào. Nhưng Harley, suýt thì... Cuộc truy tìm Harley vẫn tiếp tục. Lần này sẽ không có gì cản mình. Mùi thơm thật đấy. Harley sẽ thích lắm đấy. Đi nào. Chào, chị đang làm gì đấy? Cái gì vậy? Nhật ký của nhện đấy. Đọc cùng chị đi. Hai xỉu ngang luôn. Mình đã thấy tình yêu đích thực. Cô ấy quá xinh. Ước gì mình có thể nói ra được. Nhưng mình nhát cái. Dù mình là siêu anh hùng. Anh nè em yêu. Harley, hoa tặng em này. Sao em ấy lại làm thế? Xấu hổ quá đi mất. Trả nhật ký cho anh. Em tìm nó đâu ra vậy? Đồ gì tư mà. Xấu hổ quá. Vui lên nào, hay thế cơ mà. Nhất là đoạn này nè. Sao mấy đứa lại làm thế với anh? Ôi, yêu đơn phương Harley cơ đấy. Sao anh không hôn hít các kiểu đi? Không vui đâu nhá. Lãng mạn quá. Anh không lãng mạn, anh là người hùng. Vui thật luôn đó. Không biết trái tiếp theo là gì nhỉ? Quá đáng thật đấy. Để xem nào. Thôi đi. Đưa đây nào. Anh nhạy cảm dễ sợ. Đây rồi này. Không biết nữa, đội trưởng Mỹ cũng cô đè. Nhưng chị thích chơi hơn. Phải chào thù thôi. Chào bố. Con gái rượu của bố sao rồi? Có phá phách gì không? Hết ngày mà, tự hào về hai đứa tôi quá. Tôi còn ngoan lắm bố. Gặp hai đứa sau nhá. Mình là người bố may mắn nhất thế giới. Từ nay sẽ không dám đọc trộm nhật ký của mình nữa. Chào em yêu, anh này. Chuyện gì thế này? Xin lỗi bố, tai nạn thôi ạ. Con cứ tưởng là mình nhớ hẹn. Mẹ ơi, đừng đánh con mà. Không thể ngờ. 5 phút trước.
bao giờ đi đổ rác, lúc nào cũng là mình. Hả? Cái gì đây? Là Harley? Có người đang tìm con bé. Ái chà, giờ nó là thành viên nhà mình, nhưng vẫn là con của ai đó. Chắc họ đang lo lắng lắm. Làm gì bây giờ? Mình phải gỡ ra trước khi mọi người nhìn thấy. Sẽ chẳng nhìn thấy con bé ở đây đâu. Vứt hết vào thùng rác nào. Tìm tiếp thôi nào. Đưa đây coi. Hả? Ở khắp nơi luôn. Mời, chúng ta nói chuyện nào. Hả? Chuyện gì thế hả? Mẹ ơi, nhận gọt chắc rồi. Chúng ta phải nói chuyện, quan trọng lắm. Này, em tìm thấy đó. Người ta dán đầy đường luôn. Là Harley. Harley ngoài của anh ơi. Có người đang tìm nó, phải làm sao đây? Sẽ không thấy con bé mất, chắc con bé sợ lắm. Đến lúc gọi điện rồi, mong là anh ta nghe. Sao chuyện tồi tệ luôn xảy ra với người tốt vậy? Alo. Alo, chúng tôi có thông tin về Harley Quinn. Ai thế? Tôi biết con gái anh ở đâu. Thấy con gái rồi nè. Vì diệu vậy hả? Con bé đâu? Nó đang sống cùng Hulk và Scarlet Witch. Ta phải đi thôi, tới xe dơi nào, ta đến đây con yêu. Không có gì, việc của ta đã xong. Không thể tin nổi. Phải làm gì đây anh? Không thể tin được, con ấy là con mình mà. Nhưng nó cũng là con của người khác. Chúng ta phải nói rõ thôi. Nói ơi, con bé sẽ buồn đấy. Em hiểu, nhưng con xứng đáng biết được sự thật. Em nói đúng, không em thể nói đi vợ được. Anh không, nghĩ là em nên nói chứ. Họ tìm thấy chúng ta ư? Không, không thể nào. Chúng ta sắp được gặp lại con yêu rồi. Chào, hai anh là ai? Nói gì thế hả? Cảnh sát nói rằng Harley Quinn đang ở đây. Thì? Nó là con chúng tôi. Chuyện gì vậy? Bố nhớ con nhiều con lắm. Con tưởng ta sẽ không gặp nhau nữa. Harley, wow, em có hai bố hả? Cháu có chuyện muốn nói, cháu có thể hẹn hò con gái các chú không? Không. Hả? Em nói gì thế? Cảm ơn, đã hẹn gặp lại, bye. Con Harley. Anh sẽ vậy? Không quên em. Anh nghĩ cái gì thế? Harley là em con mà. Làm gì có, con chỉ muốn tìm thấy tình yêu. Có chuyện gì vậy nhỉ? Chào cả nhà, có chuyện gì sao? Harley đi rồi, hai tên mặc đồ xấu ác đến rồi mà con bé đi về nhà. Không thể nào. Đến chuẩn đó, anh buồn quá đi, tại sao? Nhà này khủng quá, chịu không nổi nữa rồi.